Bình Nguyên, Hoài Bảo, Anh Luân, Ngọc Thiện, Kỹ thuật lồng tiếng, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn. Bộ phim Thiên Địa Nam Nhi. Tập 10. Sao đúng lúc vậy? À phải, Tử Kiện bận công việc ở sở, tôi nghĩ nó không tới. Sao ảnh không gọi tôi mà lại kêu anh tới vậy? Hay là ngồi xuống trước đi. Cô à, bó hoa này là của anh ấy tặng cho cô nè. Cô thích không? Bó hoa này anh mua hồi nào vậy? Tôi mua nó từ lúc sáng sớm, đích thân tôi chọn từng cành đó. Lúc nãy anh nói Tử Kiện bận công việc ở sở cảnh sát nên không thể đúng hẹn. Nhưng mà sao anh lại mua sẵn bó hoa? Anh đừng nói tôi biết hai người đang... Thật ra Tử Kiện đã hẹn gặp cô giùm tôi. Tôi rất muốn được nói chuyện riêng với cô. Tôi và cô phải nói cho rõ. Tôi bận công chuyện phải đi trước. Nè, Sở Dung à, còn bó hoa. Cảm ơn anh. Sao cô lại đi? Thằng Khang đâu? Tội gì anh phải làm như vậy? Tội gì anh phải giúp Thừa Khang yêu tôi? Xin lỗi. Anh làm vậy anh có nghĩ là tôi sẽ khó chịu gấp trăm ngàn lần không? Phải, tôi biết tôi gạt cô là không đúng. Nhưng tôi chỉ muốn giúp hai người thôi mà. Thật tình thằng Khang rất yêu cô. Anh yêu tôi cho nên anh mới nhường tôi cho anh phải không? Nghe nói có lý lắm đó. Nhưng tại sao anh không hỏi tôi hiện giờ tôi đang yêu ai? Tôi là con người chứ không phải đồ chơi tùy tiện cho người ta tặng tới tặng lui. Tôi có quyền chọn lựa của mình mà. Xin lỗi nha. Anh đừng có nói tiếng xin lỗi với tôi. Anh có thể nói thật ra anh có cảm giác với tôi hay không? Cô đừng có giận mà. Tôi không có giận, tôi vui nữa là khác. Anh thích tôi quen với Thường Khang như vậy, bây giờ tôi sẽ đi tìm người đó liền. Sở Dung, nếu như là hình thì cổ sẽ về nhà. Vậy là cổ về nhà rồi.
9791335. Nếu Tử Kiện còn nhắn lại, vui lòng nói anh biết tôi đang đứng kế bên anh. Cảm ơn. Cho hỏi 9791 trả lời máy chưa? Vui lòng cho biết quý danh. Tử Kiện. Chủ máy vừa trả lời cách đây 10 phút. Cô nói hiện giờ đang đứng kế bên anh. Ở kế bên tôi hả? Chuyện muốn nói với tôi sao? Nếu không có gì tôi về trước. Tạm biệt. Đã, tôi nói. Thật ra tôi cũng không muốn giúp Thừa Khang yêu cô đâu. Vậy à? Sao vậy? Bởi vì tôi yêu cô. Anh nói gì? Bởi vì tôi rất yêu cô. Anh nói gì tôi nghe không rõ. Anh có thể nói lớn hơn được không? Tôi muốn nói tôi yêu cô Phương Sở Dung. Cô định giỡn với tôi sao? Lúc nãy em giận bỏ đi. Nếu như anh không nhắn máy cho em, em có đi tìm thằng Khang hay không vậy? Em không biết. Có lẽ là vậy. Có lẽ hả? Nếu biết sớm anh không thèm bỏ công đuổi theo. Anh nói thật hả? Nói chơi thôi. Biết anh rồi. Nè, anh nghĩ chúng ta đó, chuyện của tụi mình chừng nào nói cho anh Thừa Khang biết, làm sao nói ra mà không làm tổn thương ảnh. Sở Dung mà, nếu như nghĩ cho thằng Khang, chúng ta tạm thời đừng nên nói cho nó biết. Em cũng biết, nhưng em nghĩ mình không thể giấu lâu được. Tính của thằng Khang anh hiểu rất rõ. Nếu lỡ như nó biết được chuyện này, anh biết trước nó sẽ có phản ứng gì. Anh nói cũng phải. Tùy ý anh thôi. Vậy nha. Tới nhà rồi. Anh biết. Anh đưa em lên nhà. Thôi khỏi. Nghỉ ngơi sớm nha. Bye bye. Anh tính đi uống rượu hả? Bye bye. Nhớ điện cho em. Sở Dung, chuyện tối qua tôi xin lỗi nha. Cô đừng có làm mặt lạnh với tôi mà. Tôi rất muốn đến xin lỗi cô. Thôi được rồi, cô nói đi. Cô muốn sao mới chịu tha lỗi cho tôi đây? Cô biểu tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Có đúng là tôi nói sao anh sẽ nghe theo không? Phải. Vậy anh lập tức nhào lộn hai cái cho tôi coi đi. Hả? Bởi vì tôi biết ở đây chật hẹp, chắc gì anh làm được. Thôi bỏ đi, lần sau đừng vậy nữa. Tức là cô đã chịu tha lỗi cho tôi rồi hả? Anh nghĩ sao? Chắc là vậy. Nhưng mà cô cũng đừng trách Tử Kiện nha. Thật ra tại tôi ép thằng Kiện. Nó giúp tôi hẹn cô thôi. Tức là cô cũng không giận nó. Có cần tôi phụ hay không? Chia một sắp ra 3 tờ giùm tôi. Được thôi. Bọn người đó nếu điên tiết, chuyện gì bọn chúng cũng dám làm. Nếu vậy thì chưa chắc.
Bọn chúng chỉ muốn kiểm tra thôi. Em nghĩ vẫn còn thương lượng được mà. Nhưng khổ nỗi tôi còn thiếu gần một nửa số tiền. Anh Sơn à, lát nữa nếu bọn chúng gọi điện tới, anh thử nói chuyện cho bọn chúng đi. Nè, chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, không lý nào muốn mất hết tất cả. Alo. Đợi một chút. Alo. Sao hả ông Diệp, số tiền chuẩn bị xong chưa? Anh Thao hả? Mấy chuyện này không tiện nói điện thoại, hay là mình gặp mặt nói chuyện đi. Được, 9 giờ tối nay sẽ có người đến rước ông. Sao hả ông Diệp, định bàn gì với tôi hả? Tôi định bàn với anh gia hạn cho tôi thêm một tuần. Cái gì? Lặp lại một lần nữa coi. Tôi đã cố hết sức rồi, tới bây giờ tôi chỉ mới có được 12 triệu. Hay là tôi đưa trước cho anh, số còn lại tuần sau tôi sẽ trả cho anh sau, được không? Cái gì vậy? Hết tiền hả? Đường đường đó là cậu ba của nhà họ Diệp, toàn bộ ngân hàng quê Diệp là của ông. Lý nào ông lại không có tiền, định qua mặt tôi hả? Ngân hàng ba tôi đã giao hết cho anh hai tôi quản lý rồi, tôi không thể quyết định được. Thực chất tôi chỉ ăn ké mà thôi. Được thôi, tôi sẽ nói chuyện với ba của ông. Nè, đừng vậy mà. Ông sẽ không giúp tôi đâu. Nếu làm vậy sẽ mất luôn tình cảm cha con. Thôi được, tôi gia hạn cho ông thêm một tuần nữa. Xét kỹ ông cũng không dám giở trò. Hết hạn tôi sẽ tìm ông. Nè anh Thao à, cô anh đi không sao chứ? Yên tâm đi, tôi sẽ thay ông cưng chiều cổ đàng hoàng. Anh Sương à, có được không anh? Tài khoản lưu động của ngân hàng toàn bộ được đưa vào máy điện toán, lập sẵn hồ sơ rồi. Anh Sương à, đột nhiên tôi nghĩ ra một cách, nhưng mà không biết có áp dụng được không. Có thì nói ra đi. Tuần này công ty sẽ nhận được khoảng 30 triệu tiền mặt từ sân bay áp tải tới ngân hàng. Nếu anh có thể mượn được 30 triệu, vấn đề gì á, chúng ta cũng có thể giải quyết được hết mà. Làm sao mượn? Nè, tiền mặt thì công ty chúng ta thường dùng xe áp tải chở tới chở lui. Nếu lỡ như xe áp tải đó bị cướp thì... Được, cậu lo giùm tôi đi. Vậy được anh Sương. Ủa? Hôm nay cô không đi ăn cơm với Vion và Cindy hả? Anh có hẹn với bạn cũ mà. Tôi biết là cô thích coi phim Angelis. Với lại bộ phim đó tối mai sẽ chiếu, hay là tối mai tôi mời cô đi coi. Sao anh biết tôi thích coi phim Angelis? Nếu nói ra cô có chịu đi chung với tôi hay không? Không đánh nữa. Lâu quá không đánh hay sao mà bữa nay nhát banh vậy? Mày giỏi như vậy hả? Lần sau mày đi kiếm người khác mà đánh, đừng đánh với tao nữa. Nè, mày tưởng đánh lộn sao? Đánh tennis thôi mà. Nè, cho mày nè. Cái gì vậy? Là phim đó, lại còn vé buổi công chiếu tối mai. Vậy hả? Cái vé ngon lành vậy mà cũng không chịu đi coi ha. Đúng ra tao hẹn với Sảo Dung, không ngờ cô không rảnh. Đi coi một mình còn hay ho gì nữa. Mày hẹn với Sảo Dung rồi hả? Phải. Cô từ chối mày sao? Chưa hẳn là vậy, nhưng mà cô nói là không rảnh.
Mày bị sao vậy? Mày nghĩ có khi nào cậu đã có người yêu rồi hay không? Tao không biết. Một người đẹp như cậu chắc chắn sẽ có nhiều người đeo đuổi. À phải Khang à, ừ? Một người đẹp như cậu chắc chắn là có rất nhiều người theo đuổi rồi. Vậy mày dự định hay là chuẩn bị? Tất nhiên là không rồi. Một cô gái xinh đẹp như cậu, tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Tiếp đi. Tao không tin là tao không đánh lại mày. Đứng lên. Sao em im lặng vậy? Em sợ nói ra anh sẽ giận. Hôm nay Thừa Khang hẹn em đi coi phim. Sao anh im lặng như vậy chứ? Em từ chối nói chứ gì? Phải đó, sao anh biết? Nó nói cho anh biết. Nó còn nói là sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cũng phải. Em cảm thấy ngại quá đi, em không muốn giấu giếm nữa. Anh cũng vậy. Nhưng mà mình có cách gì chứ? Nếu nói thẳng ra với nó, không khác nào mất luôn tình bạn. Em cũng không muốn mất đi một người bạn. Nhưng dù gì, trước sau gì mình cũng phải nói ra thôi. Vậy sao bây giờ mình không nói cho anh biết một cách nghiêm chỉnh? Em cảm thấy Thừa Khang không phải là người thô lỗ. Chỉ cần chúng ta nói chuyện đàng hoàng với anh á, có lẽ anh sẽ không giận, ngược lại còn chúc mừng mình. Em nói cũng rất có lý. Hy vọng sau khi nói ra, nó sẽ hiểu. Cô Tư. Ý cha, tình cờ đi ngang qua đây, chúng ta có duyên thiệt đó. Chào ông Trần. Cái gì mà kêu tới ông vậy? Chúng ta là chỗ quen biết của Đại Phi được rồi. Gọi như vậy không tiện lắm đâu ông Trần. Không sao đâu. Nè, đi đâu vậy? Tôi đón xe buýt thôi. À, đón xe buýt hả? À, cũng tiện đường, đi chung luôn ha. Tôi sẽ về nhà. Thì tôi cũng về nhà mà. Tiện lắm, mau lên mau lên. Nè, cô làm gì nhìn giáo giác vậy, còn chỗ ngồi nè, bỏ lên. Ờ, à, cô giáo à, Diệp Minh và Phương Thế Cường còn ngủ gật nữa hay không vậy? Bớt nhiều rồi, nhưng vẫn còn hay tới trễ. Ờ, à, không sao, để tôi mua cái đồng hồ báo thức cho tụi nó là được rồi. Cô giáo à, cô lên được cái chức cô giáo này chắc phải học cao lắm đúng không? Chưa hẳn là vậy, tôi tốt nghiệp sư phạm mà. À, sư phạm. Muốn học sư phạm cũng phải coi nhiều sách mà. Coi sách vậy có mệt lắm không? Không có gì, đọc sách là sở thích của tôi. À, vậy sao? À, ngày mai cô có rảnh không? Để làm gì? À không, lần trước tôi giả làm phụ huynh của hai đứa nó là không đúng. Tôi cũng hay nhắc tụi nó ráng cố gắng học hành đi, nhưng mà tụi nó không nghe tôi. À, tôi nghĩ nếu cô rảnh thì tôi sẽ cùng cô nghiên cứu làm sao trị hai con khỉ con đó mới được. Ngày mai tan học tôi cũng có dư thời gian. Ờ, nếu vậy hay quá rồi. Ngày mai tan học tôi sẽ tới trường gặp cô ha. Cũng được. Làm ơn cho tôi xuống chỗ này. Đi trước nha, bye bye. Ờ, bye bye. Nè, Trương Học Hữu, thế này Thiên Dương có đủ hết đó. Nè, thật tình là 100 đồng 3 đĩa. Nè. Anh Đại Phi. Ủa, hôm nay đông khách như vậy chắc là bán đắt lắm đúng không? Đâu có anh, người ta coi không à, chứ người ta không có chịu mua. Phải đó anh Đại Phi à, chúng em phát hiện ra một điều. Nếu như không có anh ở đây á, tụi em bán đắt như tôm tươi vậy. Bán đắt như tôm tươi hả? Bán được nhiêu cái rồi? Mười mấy cái. Dạ là vậy anh Đại Phi à, anh có hiểu không? Bây giờ là cuối tháng, tiền xài gần hết rồi, không có ai ra mua đĩa đâu anh à. Dạ, đúng đó anh. Tụi bay đừng có miệng mồm bếp xếp chối quanh co nữa được không? Lúc nãy tao thấy cái máy điện tử ở đầu ngõ có đăng ký tên của hai đứa bay. Thằng này thứ nhất, thằng này thứ hai nè. Dạ đâu có. À, anh Đại Phi à, hôm nay có phải là thứ hai hay không vậy? Lúc tụi em tan trường á, em cứ thấy anh đi vòng vòng trước cổng à.
anh với cô giáo quen nhau tới đâu rồi, nói nghe đi. Đã thật. Vậy là tiêu rồi. Chắc chắn là hai người sẽ làm đám cưới. Tụi mình sẽ kêu là chị dâu. Phải đó chị dâu. Chuyện xa lắc tới như vậy mà cũng tính được đây nữa. Đây không phải là sao? Chuyện xa lắc mà phải gọi là sát thủ dao nhọn. Hôm nay coi phim, ngày mai ăn cơm, ngày mốt chuyện gì xảy ra ai mà biết được chứ, có đúng không anh Đại Phi? Hay quá hay quá. Mình sẽ gọi cô giáo là chị dâu. Hả chị dâu? Hai đứa bay đừng có bếp xéo cái miệng nữa được chưa? Cố gắng bán hết chỗ này đi. Bán không hết thì tối nay không được ngủ đâu. Cũng được, chịu anh luôn. Đại Phi. Ủa anh hai. Nè, tao có chuyện bà với anh hai rồi. Hai đứa bay ráng bán đi ha. Đại ca của đại ca. Chuyện gì? Tức là đại ca đại đó. Anh hai, anh Linh, anh Phát. Đại Dĩ đâu? Nè Đại Phi, dạo này mày làm gì? Có làm gì đâu. Nè mấy gì đại ca, có gì chơi nhớ rủ em Mút chơi với nha. Nè, đừng có nói là anh hai công chiếu của mày. Gần đây có một lô hàng, một thằng ít nhất cũng được mấy chục với mày. Chà, đã quá vậy. Nhưng mà thôi đi. Anh hai cũng biết tính em rồi mà. Đi vòng một hồi là em tuôn ra hết đó. Lỡ mà hại tới mấy anh thì không hay lắm đâu, đúng không? Nè, ra giang hồ thì đừng bao giờ nói mấy cái chuyện đó. Mày cũng biết anh hai của mày xưa nay trọng nghĩa khí mà. Cảm ơn anh hai nha. Anh Lộc, chào. Có tin gì không? Đáng tin lắm. Anh hai lúc trước của tôi kêu tôi làm một vố chung với anh ta. Làm chuyện gì? Tôi cũng không rõ nữa. Tóm lại là dữ dằn lắm đi. Có biết ổ của bọn chúng không? Tôi không theo hắn 2 năm nay rồi. Không biết hắn lai vãng ở đâu. Tóm lại không biết hắn trú ở đâu hết. Hơi, thiệt tình Đại Phi à. Anh đâu phải lần đầu tiên làm nội gián đâu. Chuyện gì cũng không biết hết, còn nói là cung cấp tin nữa. Anh Lập và anh biết con người tôi mà. Từ trước tới giờ tôi có khi nào gạt anh chưa? Tôi biết. Nhưng mà nếu không đầy đủ thì cũng như không thôi. Tôi cũng biết. Để tôi theo giùm anh chứ. Nè, sao nó hợp tác với anh mà? Không đâu. Hơi, anh cũng biết con người của tôi mà. Lôi thôi lết hết. Lỡ biết được bọn chúng chơi khăm thì không hay đâu. Tới lúc đó cảnh sát truy lùng tôi, giang hồ đòi chém tôi, chịu sao nổi đi anh. Lo cái gì chứ, đây không phải lần đầu tiên anh tham gia mà. Quan trọng là anh phải nói cho tôi biết ổ của bọn chúng ở đâu, chừng nào xuất phát và điểm hẹn ở đâu. Tới lúc đó trước khi hành động tôi sẽ bắt chúng. Anh đừng sợ mà, tôi thấy không ổn cho lắm đâu. Nè, cần tiền xài lắm chứ gì. Vụ án lớn như vậy tôi có thể xin cấp thêm chi tiêu cho anh mà. Anh thật sự chiếu cố tôi mới nói nha. Chừng nào có tin nhớ báo tôi biết là được rồi. Cứ vậy đi. Sự việc bây giờ đi tới đâu rồi? Yên tâm đi anh Sương, tất cả đều hỏng hết. Đám nhóc đâu có đáng tin cậy hay không? Ngày thường em chi không ít tiền cho chúng, chắc cũng thông suốt mà. Tôi không muốn nghe hai chữ chắc cũng của cậu. Ví dụ lần này nhất định không được bỏ sót. Cậu hãy nói chung biết tỉnh táo một chút. Dạ rõ. Còn nữa, nhớ biểu chúng hành động gọn gàng. Tôi không muốn trong ngân hàng sẽ có cảnh sát. Chuyện đó em đã nói với bọn chúng rồi. Vậy thì tốt. Đại Phi. Ủa anh Phát, đúng lúc vậy. Lẹ đi anh hai kiếm mày kìa. Dạ. Chào mấy đại ca, sao đông đủ quá vậy? Sát phạt hả? Thua chưa đã sao? Đánh hoài. Nè, bây giờ thì chưa có gì làm, nhưng mà sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ mày đi theo tụi tao trước. Giỡn hoài, lẹ quá vậy. Nè, đúng là thằng Dĩ nó cầm lái. Khổ nữa tối qua nó đua xe bị rớt, định kêu mày thấy nó. Mày còn làm bộ từ chối hả mày? Giờ muốn sao đây? Nè anh hai à, nhưng mà tối nay là đại thọ của ông già em mà. Đại Phi, anh hai này rủ mày ra giang hồ dĩ nhiên phải có lợi cho mày. Đi theo tao bấy lâu nay mày cũng biết tao ghét nhất miệng mồm bép xép. Sợ cái gì chứ? Ê, mày cũng biết tao nhìn người không lầm. Mày là thằng có nghĩa khí nhất. Nếu như mày thật sự không tham gia, tao cũng không nỡ ép mày. Nè, anh hai à, nếu vậy... Nếu cái gì nữa, mau gật đầu đi. Thằng Dĩ không tham gia, mày sẽ được chia thêm một phần. Thấy chưa? Đó, đó, nè, tối nay chúng ta ăn một bữa. Bây giờ về chỗ của tao trước.
Ủa, anh Lộc, sao ngồi cô đơn một mình vậy? À, để tôi giới thiệu bạn gái tôi cho anh quen nha. Đây là Walter, còn đây là cấp trên của anh, sếp Từ. Hay. Nè, hai người tự nhiên nói chuyện đi. Anh đi kiếm thằng bạn bà gì với nói trước. Đã lắm đó. Anh có lửa không? Trời ơi, Đại Phi, mày làm cái gì mà sợ vậy? Tụi tao sẽ coi chừng cho mày. Anh Hai à, anh phải coi chừng em mới được đó nha. Em chưa bị vô họp lần nào đâu đó. Mày điên hả? Anh Hai nói mà mày cũng không tin. Đâu phải là không tin, hỏi chơi thôi mà. Anh Hai à, ăn xong rồi tụi mình đi đâu vậy? Sao mày hỏi nhiều quá vậy? Tới đó rồi biết. Em đi toilet trước đã. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Làm ơn, làm ơn. 3368. 368. Phải, Đại Phi. 9436. 6789. Phải, cảm ơn. Ai vậy? Mày làm cái gì vậy? Vệ sinh cũng lâu nữa. Hơi lúc nãy ăn trúng đồ sống nên đau bụng thôi mà. Chờ chút đi, gần xong rồi. Tao đợi mày bên ngoài đó. Ơi, em cầm tay lái chắc ăn rồi, cái này không cần đâu. Thì là đề phòng bất trắc thôi. Thôi đi anh Hai à, súng quỷ súng ma dễ đi đời lắm. Thôi anh giữ lấy xài đi ha. Ơi, không lấy thì thôi. Nè, mục tiêu sắp tới của chúng ta không phải là xe áp tải. Xe áp tải chỉ là cái trá hình. Ngân hàng Quy Diệp chắc chắn sẽ dùng xe riêng đi chở tiền, tránh không ai bị để ý ha. Nè, có khi nào trong công ty có nội gián không? Im cái miệng thúi đi, cẩn thận đồ nghề của mình. Nè, 5 phút nữa chúng ta xuất phát. Ây à, nè anh Hai à, em đau bụng quá, em đi toilet chút nha. Nè Đại Phi, bình tĩnh lại đi mày. Làm ơn, 368 trả lời chưa vậy? Chưa hả? Làm ơn nhắn giùm tôi đi. Phải, đọc luôn địa chỉ. Làm ơn cho tôi thêm một câu là ngân hàng Quê Diệp, chở tiền bằng xe riêng. Phải, cảm ơn. Đại Phi, mày xong chưa? Mày mau ra, bằng không tao đập bể bàn cầu để coi mày ngồi chỗ nào. Được rồi, sắp xong rồi nè.
Nè, mày không bị bệnh chứ? Tăng tốc vượt qua chặn nó lại đi. Lẹ lên đi, lúc nãy đâu bọn tới nổi bụng rủng hả? Ờ nè anh hai à, phía trước có xe cảnh sát kìa, làm sao ra tay được đây? Cẩn thận chút đi. Ủa, sáng nay cô hẹn tôi đang điểm tâm, nói là có chuyện cần phải bàn mà. Phải đó. Quan trọng hay không? Có phải tính hẹn tôi đi coi phim hay không? Khang à. Hử? Thật ra tôi với Tử Kiện... Xin lỗi. Alo. Ờ. Được rồi, nhắn người đó ở lại chờ tôi một lát, tôi đang về đi. Ok, bye bye. Lúc nãy cô nói gì? Cũng sắp tới công ty rồi, hay là để lát nữa ăn cơm trưa tôi sẽ nói cho anh biết, được không? Cũng được. Nè, chạy nhanh lên một chút có được không? Đừng có sùm coi, muốn qua cũng phải qua thằng trước mặt mình trước cái đã chứ. Cô lên trên trước đi, tôi kiếm chỗ đồ xe cái đã. Anh hai à, chiếc xe đã đậu trước cửa ngân hàng rồi, hay để khi khác đi hả? Khi khác là ngày giỗ của mày. Bye. Lên đi. Chơi luôn hả? Lên đi, nhanh lên. Nhanh lên. Ơ dạ, em chạy liền, chạy liền. Vừa mới nhận được tin ngân hàng của Diệp áp tải 30 triệu từ sân bay về ngân hàng đã bị đánh cướp. Rồi vụ gì căng vậy? Tụi nó mấy người? Là 4 tên. Trong lúc đó súng bắn chết 1 tên, 2 tên trốn thoát, còn 1 tên thì đang bắt giữ con tin. Tên khủng bố này là một nhân vật rất nguy hiểm. Hắn đang uy hiếp 2 con tin và bây giờ đang chạy về hướng đường Quảng Đông. 2 con tin bị hắn uy hiếp có phải là nhân viên của ngân hàng không? Phải đó. Tôi nghĩ anh cũng biết họ. Đó là Diệp Thừa Khang và Phương Sở Dung. Chào sếp. Chào sếp. Chào sếp. Anh tới rất đúng lúc. Có chuyện gì vậy? Tôi giao lại tổ bay cho anh. Tình hình sao rồi? Bây giờ đang chờ tin của tổng bộ. Nhân viên của đội xe đã ra quân, bị thương mấy người. Sếp La, vừa nhận được tin xe của tên khủng bố đang có mặt ở trung bộ. Đội A xuất phát. Yes sir. Đội B xuất phát. Yes sir. Thừa Khang và Sáu Dung không sao chứ? Họ không thể có chuyện gì được. Mày ngồi yên chưa? Nếu không tao bắn bể đầu. Anh bạn, muốn đi đâu cứ việc nói thẳng. Anh đừng có uy hiếp cổ mà. Không phải chuyện của mày, im đi, chạy đi. Sếp đấy, sếp La đang ở bên kia. Chào sếp. Sếp đấy, chào sếp. Chào sếp. Tình hình sao rồi? Chào sếp. Tên khủng bố đó có súng và đang uy hiếp 1 nam 1 nữ, hiện đang chạy về hướng của chúng ta. Các nhân viên có mặt tại hiện trường, tất cả phải thật sự bình tĩnh, phải lấy sự an toàn của con tin làm trọng, đừng để tôi trị tội. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Mày đặt dở giọng lên mặt, việc thì bắt mình làm, có công thì ôm một mình. Nghĩ kỹ một chút đi, ai biểu cầu vai của anh bị thiếu làm gì? Làm việc đi. Yes sir. Chạy thẳng qua bển, nếu không tao bắn con nhỏ này. Chạy đi, nhanh lên.
sao không thấy Diệp Thừa Khang vậy? Hắn ngồi ghế tài xế mà, chắc là bị thương. Tụi bay dám tới gần, tao bắn nát sọ con nhỏ này. Mau mở đường cho tao. Sếp La, chúng ta hết cách lựa chọn rồi. Bây giờ chỉ việc cố gắng kéo dài thời gian thôi, đợi chuyên gia giải dây. Thằng khốn kiếp, mày tưởng tao dễ hù hả? Để đi Sở Dung. Khang! Khang! Mau gọi cấp cứu đi! Khang! Ngồi nghỉ một chút đi. Sở Dung kìa. Lão gia, cẩn thận. Bệnh nhân thế nào rồi? Là người nhà của Diệp Thừa Khang. Là tôi. Tôi là ông nội của Diệp Thừa Khang. Bệnh nhân đã được chuyển vào phòng cấp cứu để làm phẫu thuật rồi. Ông là Diệp Thắng đúng không? Phải. Viện trưởng đang đợi ông tại phòng hội nghị. Ông vui lòng theo tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
似光景难倒退，任我的罪恶消散于秋风里，让我担起一切不会恨半句。离合一生多少波折，我也傲然独居。但到深宵之中想到你却未能睡，心想如情归去，偏给爱轻轻飘去，失宿里